Chuyện này tôi chưa nói với cậu. Mẹ cậu đi đón bạn gái cậu phải không? Đó không phải bạn gái tôi. bài đón nhầm người rồi. Tôi biết đó không phải bạn gái cậu. bài cũng không biết mình đón nhầm. Ngay cả tôi cũng chỉ biết sau khi xếp cũ của cậu gọi điện mới biết được. Chỉ là bài dẫn em trai cậu đi. Giờ là mất em trai cậu rồi. Nếu ông của người đi đón, hoặc trực tiếp gửi xe riêng đi, thì đã không đón nhầm người. Giờ còn làm mất em trai nữa chứ. Quy định của đơn vị Thôi ông không cần nói nữa Tôi hiểu rồi Vậy giờ làm sao đây Biển người mênh mông thế này biết tìm ở đâu Cậu đừng kích động Người ta đã tìm thấy rồi Giờ chắc đang trên đường về Tìm thấy rồi à Đúng vậy Và còn được cô gái nhà họ Giang cứu nữa Không ngờ Nhà ta hai đời đều mắc nợ ân cứu mạng của nhà họ Giang Khi cô ấy đến Các cháu cứ đăng ký kết hôn đi Sau này phải đối xử tốt với người ta Cái đó cháu tự biết Còn nữa Cô gái họ hồ kia Cô ấy và mẹ cậu chắc vài ngày nữa sẽ đến khi người ta đến, tạm thời cứ giữ họ lại đã. Xem họ định làm gì. Tìm mọi cách đến quân khu của ta. Chỉ sợ người đứng sau họ thôi. Nhưng Hồ Thanh Hòa đã gặp cháu rồi. Nếu cô ấy đến mà thấy cháu, thì có sao đâu. Cô ấy đến được, rất có thể đã biết chuyện này rồi. Ta cứ theo dõi tình hình. Xem cô ta định làm gì. Không sao, Hồ Thanh Hoa được người của bố chu đón về Cô là đồng chí Giang phải không? Chào mừng cô đến đây Chào ông, tôi là Giang Ôn Nguyễn Ồ, hóa ra cô thật sự là tiểu Giang à Đừng xa mẹ rồi phải không? Tôi bảo người đưa cô đến khu gia đình binh sĩ nghỉ ngơi Đơn thử đi công tác rồi Phải hai ngày nữa mới về Lúc đó các cháu sẽ gặp nhau vâng cảm ơn chú châu phương à đồng chí giang mời đến có gì không quen cô giúp đỡ nhé vâng thưa sư trưởng suốt chuyến đi đều là tôi chăm sóc cô ấy rồi chỉ là chuyện này tôi biết tôi đã gọi điện cho cảnh sát địa phương bảo họ tìm người hết sức hôm sau hồ thanh hoa được đưa đến nhà chính nghị an trí mẹ mẹ lấy cái này làm gì vậy phương phương mẹ giới thiệu với con đây là chị của con họ rằng sau này con gọi chị ấy là chị giang nhé chị của con mới đến đây mẹ may cho chị ấy bộ quần áo chị giang à con thấy quần áo chị giang mặc đẹp lắm rồi Đâu cần phải may mới làm gì Thím không cần may quần áo mới cho cháu đâu Cháu mặc bộ này được rồi Sao lại không được Để thím đo xa khi cho cháu Vừa hay nhà còn thừa vải Thím may cho cháu một bộ Mẹ, con còn chưa có quần áo mới nữa Phương Phương <laughs> thế mà cháu không lấy vẻ này đâu. Phương Phương em gái giận rồi kìa đừng để ý nó. Con gái nhỏ tính nó vậy đó. Với lại cháu cứ ở tạm phòng Phương Phương đi, đợi đại úy Chu về, sau khi các cháu đăng ký kết hôn, thì dọn ra ngoài ở riêng. Thím đối xử với cháu tốt quá. À phải rồi, thím còn có một đôi giày da nhỏ Phương Phương, phương mua tháng trước. Thím thấy chân hai đứa cùng cỡ. Cháu cũng đi thử xem. Cảm ơn Thím ạ Đúng là bố nói không sai, có việc gì cứ tìm Thím Phượng này. Thím Phượng này chắc chắn sẽ giúp mình. Đúng là trên tàu thì mày đã bênh vực mình, giờ còn may quần áo cho mình lại còn tặng giày nữa Cảm ơn, cảm ơn gì chứ đương nhiên rồi để cháu đói chưa thím đi nấu cơm cho cháu nhé không cần tiền thím đâu ạ à. hay để cháu nấu cho ạ à. sao lại để cháu nấu được cháu cứ nghỉ ngơi đi thím phượng vừa ra ngoài phương phương liền đi vào đây là giày của tôi sao lại ở chỗ cô đây là thím phượng tặng cho tôi nếu em không muốn thì chị không lấy nữa trả lại cho em đây phương phương nhìn hồ thanh hoa một lượt cô thật sự là vợ đại úy chu à phải sao thế vậy cô đã gặp đại úy chu chưa cô biết anh ấy trông như thế nào không đây là hôn sự gia đình sắp đặt tôi chưa gặp anh ấy thời đại nào rồi còn theo những tập tục phong kiến lạc hậu đó bây giờ là tự do yêu đương mà tôi nghĩ đại úy chu chưa chắc đã ưng cô đâu anh ấy có ưng tôi hay không là do anh ấy quyết định chứ không phải do cô nói nếu tôi nhớ không nhầm tôi nghe nói đại úy chu mới chuyển đến một hai ngày không lẽ đã ưng cô rồi hay là cô thích đại úy chu Ai cha, Phương Phương, con làm gì thế? Sao con lại bắt nạt người ta? Không phải cô ấy để con, con tự không cẩn thận ngã thôi. Mau xin lỗi đồng chí Giang đi. Mẹ thật sự đã nuông chiều con quá. Mẹ bảo con xin lỗi cô ta. Tại sao chứ? Rõ ràng là cô ta tự ngã mà. Tại sao lại bắt con xin lỗi cô ta? Hơn nữa, không kia đại úy Chu đến báo cáo, chúng con đã gặp nhau rồi. Con, con muốn yêu anh ấy. Cô bé này sinh ra đã là con gái chính ủy quân khu. Muốn gì được nấy, cuộc sống sung sướng hơn mình không biết bao nhiêu. Vậy mà con dòm mó người yêu của mình, thật là không biết xấu hổ không được con không hợp với đại úy chu đâu đồng chí tiểu giang là do đại úy chu tự nguyện cưới đã nộp đơn xin kết hôn rồi đâu phải đùa diễn con mau bỏ cái ý nghĩ không nên có đó đi cô ta chỉ là cô gái quê mùa cô ta có gì tốt chứ con sẽ đi tìm đại úy chu hỏi cho rõ con không tin con thua cô ta cháu đừng để ý tại thím và bác nương chiều phương phương quá không sao đâu thím ạ lúc này giang ôn uyển cũng vừa xuống tàu chị giang chỗ này em đã đến rồi em có ấn tượng đến đây là gần đơn vị rồi chị ơi chúng ta sắp phải đến nhà rồi chị ơi sao chị không đi nữa giang ôn uyển nhìn phía trước có người đang chạy về phía cô chị giang là anh trai ôn hiển sao anh lại đến đón chúng em anh đã đợi ở đây 4 năm ngày rồi cuối cùng cũng đợi được em trong thời gian đó anh còn đánh điện cho trưởng thôn trương biết em đã lên đường thấy em chưa đến anh đã đợi em ở đây Đưa em về đơn vị, anh còn nhiều chuyện muốn nói với em Vâng, chị Giang, chị Giang, còn em nữa, còn em nữa Sao em lại mập thêm rồi, tiểu gia cũng liếc nhìn anh trai mình Chị Giang, nhìn em này, chị Giang, nắm tay em, em sợ lắm Chị nắm tay em, anh giúp em xách hành lý Đi đường xa chắc mệt lắm phải không, không mệt đâu, hiếm khi được đi tàu xa thế này Được ngắm nhiều phong cảnh đẹp, sao mà mệt được, còn anh đợi ở đây mấy ngày, có mệt không không mệt, chỉ cần thấy em. Tất cả đều đáng giá. À phải rồi, giờ gần trưa rồi. Em chưa ăn gì phải không? Chúng ta đi ăn cơm trước nhé. Được thôi, em cũng đói rồi. Chị Giang ơi, cái bụng tội nghiệp của em cũng đói rồi. Nó muốn ăn thịt không? Chị Giang, sau này em sẽ cao to hơn anh trai em. Và đẹp trai hơn nữa. Chị Giang, chị Giang. Im đi, đừng bắt anh phải đánh em. Để ủng hộ kinh phí cho kênh mọi người hãy subscribe, giáp và cày view, Hoặc đầu nét cho mình nha mọi người. Cảm ơn mọi người đã xem và ủng hộ kênh.